Quý vị và các bạn đang theo dõi y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đang theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh này. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-Time PCR cho thấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ là âm tính. Bệnh nhân này được chẩn đoán dương tính với bệnh tay chân miệng, trùng khớp với nhận định ban đầu của các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh tay chân miệng bội nhiễm. Sở Y tế Đà Nẵng cho hay trước tình hình ghi nhận các ca mắc đậu mùa khỉ tại các tỉnh thành phố, ngành y tế Đà Nẵng đã xây dựng phương án với các tình huống để chủ động ứng phó, phòng chống đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố. Đến nay cả nước đã ghi nhận 22 ca đậu mùa khỉ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 19 ca, Bình Dương 2 ca, Long An 1 ca. Phần lớn bệnh nhân này chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng, những bệnh nhân trên được xem là ca nội địa. Ung thư vú phát hiện sớm tỷ lệ chữa khỏi đến 90%. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh thông tin trên tại lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú. Việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi khá cao, cùng với đó là chi phí và hiệu quả điều trị cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Theo thống kê mỗi năm cả nước có trên 21.000 ca mắc mới, chiếm gần 26% tổng số các loại ung thư thường gặp ở nữ giới. Điều trị bệnh ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc tầm soát phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng, tỷ lệ chữa khỏi lên tới 90%. Điều trị bệnh ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sữa tại Tiền Giang, Sáng ngày 20 tháng 10, sức khỏe bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Ngoài ra trong quá trình điều trị, bác sĩ nghi ngờ có thể có một trong năm loại độc chất là tác nhân gây ra ngộ độc cấp. Trở khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Trợ Rẫy cho biết khi nhập khoa, bệnh nhân hôn mê sâu mức độ 3, suy hô hấp phải thở máy, mạch nhanh, huyết động không ổn định và biến chuyển cực kỳ nhanh trong vòng 15 phút, dẫn tới tình trạng ngộ độc cấp. Các bác sĩ tiên đoán đến một số độc chất tiếp theo có tỷ lệ khả năng từ cao đến thấp là cyanur, các nhóm thuốc trừ sâu, arsenic, trinai và botulinum. Tất cả các chất này đều là kịch độc gây nên những ca tử vong rất nhanh sau khi tiếp xúc, ở nhiều dạng khác nhau nhưng dạng đặc biệt chung là bột trắng, không màu, không mùi, không vị. Hiện công an Tiền Giang đã vào cuộc lấy mẫu bệnh phẩm như sữa, dịch dạ dày, giải phẫu tử thi để xác định độc chất. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Pigico đã tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng, quản trị kinh doanh quốc tế tại Đồng Nai cho các cán bộ tại công ty bảo hiểm Pigico Đồng Nai, Bình Dương, Tân Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Vũng Tàu nhằm nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ khách hàng. Pisico hiểu rằng kinh doanh bán hàng là một phần không thể thiếu trong việc thúc đẩy sự phát triển của công ty và liên kết quan trọng với khách hàng. Vì vậy mà việc đào tạo kỹ năng bán hàng được xem là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển của Pisico. Chương trình đào tạo theo Đại học Andrew Hoa Kỳ tập trung vào marketing và kỹ năng bán hàng được đào tạo bởi giảng viên, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Trí Dũng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ tham gia đào tạo chương trình. Pichico hy vọng chương trình đào tạo này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị cũng như tổng công ty và sẽ tạo ra một đội ngũ cán bộ kinh doanh chất lượng hàng đầu. Thưa quý vị, ung thư thanh quản là một trong các bệnh lý ung thư vò mũi họng khá phổ biến. Bệnh thường gặp ở nam giới ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, các bác sĩ lưu ý ung thư thanh quản giai đoạn đầu không có những triệu chứng rõ ràng, do vậy bệnh nhân thường bỏ qua, dễ gây lầm tưởng với những bệnh lý thông thường khác. Đang nói nhiều trường hợp tưởng là khàn tiếng thì khi đi khám đã mắc ung thư. Cảnh báo này thay cho lời kết của y tế trong ngày. Hai tháng trước, bệnh nhân này bắt đầu xuất hiện tình trạng khàn, ré tiếng. Ban đầu chỉ nghĩ bị viêm họng. Tình trạng ngày càng nặng hơn khiến ông lo lắng nên đã tới bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư thanh quản. Nhưng rất may, do ông ở giai đoạn sớm nên việc điều trị sẽ thuận lợi hơn. Như bác sĩ giải thích là những người mà hút thuốc lâu năm và uống rượu như tôi là, là dễ có khả năng mắc phải ung thư, thanh quản. Hút thuốc ấy, thì là bắt đầu đi làm từ năm khoảng 24 25 tuổi là, là bắt đầu hút thuốc lá rồi. Uống rượu là cũng gần như thường xuyên. Còn người đàn ông này vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư thanh quản. Năm tháng trước, ông xuất hiện tình trạng khàn tiếng, hụt hơi đã đi nhiều nơi thăm khám nhưng điều trị không đỡ. Tháng 3 năm 2023 tới bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thăm khám, các bác sĩ cho biết ung thư đã ở giai đoạn 3. Theo người nhà, ông có thói quen hút thuốc lá nhiều năm nay, có ngày hút tới 10 điếu. Bố tôi thì bị vào đúng cái thời điểm là giao mùa. Cho nên là cũng chỉ nghĩ là 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 viêm họng và uống thuốc kiểu viêm họng bình thường thôi. Thế sau đấy thì thấy là giọng càng càng khàn đi và kiểu nói chuyện nó cũng kiểu khó ấy. Đấy thành ra là cũng cho đi vào viện khám. Thế các chuyên gia, rượu và thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư thanh quản bởi nó có chứa hóa chất ảnh hưởng tới các tế bào của thanh quản, gây ra các đột biến có thể dẫn tới ung thư. Những người hút thuốc lá có nguy cơ cao hơn những người không hút thuốc lá. Nguy cơ này còn cao hơn ở những người vừa hút thuốc, vừa nghiện rượu. Bên cạnh đó có nhiều nguyên nhân, yếu tố nguy cơ khác. Người mà làm với thuốc trừ sâu, diệt cỏ, những thuốc amy, kinh, khóa chất như amia ăn, ngày xưa ngói lập là, là những cái, cái yếu tố nguy cơ. Các cái bệnh mãn tính của thanh quản, ví dụ như là cái papillom thanh quản lâu ngày ở trẻ em hoặc ở người lớn, nó là cái, 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 cái tổn thương lành tính nhưng mà để lâu ngày thì nó cũng có thể dẫn đến cái ác tính hóa nó hoàn thành ung thư yếu tố thứ tư nữa các cái bệnh viêm nhiễm mãn tính của thanh quản ví dụ như là ở trong chuyên môn người ta gọi là bạch sản hay hồng sản thanh quản yếu tố thứ năm nữa phải khẳng định đó là mặc dù không tìm được kiểu gen nhưng đôi khi là có yếu tố gia đình ung thư thanh quản là bệnh lý đứng thứ hai trong các loại ung thư về tai mũi họng với ung thư thanh quản việc phát hiện sớm mang lại cơ hội điều trị hiệu quả triệt can ung thư, bảo tồn giọng nói lên đến 90%. Vì vậy, việc nhận diện dấu hiệu sớm rất quan trọng. Đó là những cái khàn tiếng mà nó kéo dài. Đó, tiếng nó kéo dài hoặc là nuốt đau nuốt vướng nó kéo dài một cái khàn tiếng thì có rất người nhiều người bị phải không ạ các bạn cũng có thể bị những người khác có thể bị nhưng nó không được kéo phép nó kéo dài quá ví dụ như là một cái viêm thanh viêm họng viêm thanh quản thì nó chỉ kéo dài được khoảng 1 tuần 2 tuần là cùng nhưng khi mà nó đã kéo dài đến hai ba tuần 4 tuần thì đương nhiên là có vấn đề rồi các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân khàn giọng trên 3 tuần mà không khỏi nên đi nội soi kiểm tra để phòng bệnh người dân đặc biệt là nam giới nên có chế độ ăn uống lành mạnh vận động hợp lý không lạm dụng rượu bia không hút thuốc lá người có người thân mắc ung thư thanh quản cần lưu ý chủ động khám và tầm soát sớm ung thư thanh quản Trong số các bệnh ung thư tại Việt Nam nói chung, ung thư thanh quản là bệnh lý phổ biến, chiếm tỷ lệ 20% và một vài nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư ở thanh quản có thể sống sót sau 5 năm mắc bệnh là 60%. Nếu phát hiện sớm các biểu hiện của bệnh ung thư thanh quản, tỷ lệ điều trị khỏi hoàn toàn lên đến 80 cho tới 90%. Tuy nhiên thì hầu hết các trường hợp nhận biết bệnh thường khá muộn do sự chủ quan và đến đây, y tế trong ngày xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.